Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt lớp 5 tập 2 của cuốn sách Kết nối. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài 4 Hộp quà màu thiên thanh. Để trả lời được các bài tập ở trong phần đọc hiểu của bài 4 thì chúng ta sẽ cùng nhau mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 2 của cuốn sách Kết nối, trang 22 23. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài đọc Hộp quà màu thiên thanh và chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phần đọc hiểu. Bài đọc Hộp quà màu thiên thanh. Tân vừa nấu cơm xong thì Quang và Huệ tới. Quang nói, ngày mai tổng kết năm học, mỗi bạn sẽ viết một lá thư như một món quà đặc biệt để tặng cô chủ nhiệm. Huệ cười, cậu nhớ viết nhé. Nói rồi hai đứa phóng xe đi. Buổi tối Tân ngồi vào bàn học chuẩn bị viết thư. Tân nhớ về kỷ niệm một lần đi học muộn vì mải bẻ ngô giúp mẹ. Khi cô hỏi lý do, Tân còn đang ấp úng thì Huệ nhanh nhẩu. Thưa cô, chắc Tân lại giúp mẹ làm vườn. Tân thấy mặt nóng gian, cô nhìn Tân trìu mến. Tân như thế là biết thương mẹ, nhưng nếu em vừa biết giúp mẹ vừa đi học đúng giờ thì còn biết thương mẹ nhiều hơn. Tân thầm hứa sẽ không đi học muộn nữa. Cảm xúc dâng trào, Tân bèn cầm bút viết. Tân kể lại buổi đi học muộn hôm ấy và cả những cố gắng của Tân trong học tập. Dậy sớm hơn để học bài, tranh thủ các buổi chiều nghỉ học, Tân giúp mẹ việc nhà. Cuối năm, Tân được cô giáo khen vì có nhiều tiến bộ. Giờ sắp phải xa cô, xa trường lớp, Tân sẽ rất nhớ cô. Hôm sau, Tân đến lớp sớm, Huệ đang đón những lá thư của các bạn xếp vào chiếc hộp màu thiên thanh. Cậu viết gì gửi cô đấy? Quang vừa đi vào vừa hỏi. Tân mỉm cười, thư gửi cô, tớ phải giữ bí mật chứ. Nói xong, Tân đặt lá thư của mình vào chiếc hộp. Cô giáo mặc áo dài màu thiên thanh bước vào lớp trong tiếng vỗ tay giòn giã. Cô Quang thay mặt cả lớp cảm ơn cô đã dạy dỗ. Đôi má cô ửng hồng khi nhận hộp quà với lời nhắn của Quang. Chúng em gửi cô hết ở trong này, cô về đọc nhé. 35 lá thư tạo thành một hộp quà đặc biệt tặng cô được giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ cô giáo mới biết từng học trò đã viết gì trong những lá thư ấy. Bài đọc của tác giả Nguyễn Thu Hằng. Sau khi các em lắng nghe cô đọc xong bài đọc Hộp quà màu thiên thanh thì chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào nội dung của bài đọc để đi trả lời cho các câu hỏi ở trong phần đọc hiểu. Bài 1. Khoanh vào đáp án chỉ món quà có trong hộp quà màu thiên thanh. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn văn đầu tiên để tìm câu trả lời. Tân vừa nấu cơm xong thì Quang và Huệ tới. Quang nói, ngày mai tổng kết năm học, mỗi bạn sẽ viết một lá thư như một món quà đặc biệt để tặng cô chủ nhiệm. Như vậy thì món quà mà cả lớp sẽ tặng cho cô chủ nhiệm đó là một lá thư. Vậy câu trả lời đúng ở trong bài số 1 ở đây là đáp án A. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2, đánh dấu tích vào việc cô giáo đã làm để giúp Tân tiến bộ trong học tập. Ý đầu tiên, cô giáo giảng thêm cho Tân những bài khó. Ý số 2, cô giáo thưởng cho Tân mỗi khi đạt điểm cao. Ý số 3, cô giáo đưa cho Tân thêm nhiều tài liệu ôn tập. Ý số 4, cô giáo không trách phạt mà nhẹ nhàng khen Tân. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát nội dung của bài đọc để tìm câu trả lời. Buổi tối, Tân ngồi vào bàn học chuẩn bị viết thư. Tân nhớ về kỷ niệm một lần đi học muộn vì mải bẻ ngô giúp mẹ. Khi cô hỏi lý do, Tân còn đang ấp úng thì Huệ nhanh nhẩu. Thưa cô, chắc Tân lại giúp mẹ làm vườn. Tân thấy mặt nóng gian, cô nhìn Tân trìu mến. Tân như thế là biết thương mẹ, nhưng nếu em vừa biết giúp mẹ vừa đi học đúng giờ thì còn biết thương mẹ nhiều hơn. Như vậy thì chi tiết cô giáo nói với Tân. Tân như thế là biết thương mẹ, nhưng nếu em vừa biết giúp mẹ vừa đi học đúng giờ thì còn biết thương mẹ nhiều hơn. Vậy chi tiết này thể hiện rằng mặc dù Tân đi học muộn nhưng cô giáo không hề trách phạt Tân mà cô nói chuyện với Tân bằng một ánh mắt rất là trìu mến. Chi tiết thứ hai này, Tân kể lại buổi đi học muộn hôm ấy và cả những cố gắng của Tân trong học tập, dậy sớm hơn để học bài, tranh thủ các buổi chiều nghỉ học, Tân giúp mẹ việc nhà. Cuối năm, Tân được cô giáo khen vì có nhiều tiến bộ. Vậy thì vì sự chăm chỉ cố gắng của Tân mà cô giáo cũng đã có những lời khen dành cho Tân. Như vậy thì việc cô giáo đã làm để giúp Tân tiến bộ cho hơn trong học tập đó là khi mà thấy Tân đi học muộn thì cô giáo không hề trách phạt Tân mà còn rất là nhẹ nhàng và khen Tân nữa. Vậy thì ý đúng cho bài số 2 ở đây là ý số 4. Các em sẽ đánh dấu tích vào ý số 4 là cô giáo không trách phạt mà nhẹ nhàng khen Tân. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3.
Em hãy tìm trong bài đọc các chi tiết thể hiện nội dung dưới đây. Cô sẽ có nội dung này. Các bạn học sinh yêu quý biết ơn cô giáo, vậy thì chi tiết nào thể hiện trong nội dung này? Nội dung thứ hai, cô giáo xúc động khi nhận được món quà ý nghĩa từ học sinh thân yêu. Vậy thì chi tiết nào thể hiện trong nội dung thứ hai này? Thì bây giờ cô và các em sẽ cùng tiếp tục quan sát đoạn văn cuối của bài đọc để tìm câu trả lời. Cô giáo mặc áo dài màu thiên thanh bước vào lớp trong tiếng vỗ tay giòn giã. Quang thay mặt lớp cảm ơn cô đã dạy dỗ. Đôi má cô ửng hồng khi nhận hộp quà với lời nhắn của Quang. Chúng em gửi cô hết trong này, cô về đọc nhé. 35 lá thư tạo thành một hộp quà đặc biệt tặng cô được giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ cô giáo mới biết từng học trò đã viết gì trong những lá thư ấy. Vậy thì với nội dung đầu tiên là các bạn học sinh yêu quý và biết ơn cô giáo thì được thể hiện qua chi tiết nào? Thì với nội dung này thì được thể hiện qua chi tiết là Quang đã thay mặt lớp cảm ơn cô giáo, đã dạy dỗ và tặng cho cô giáo một hộp quà đặc biệt với những lá thư, với 35 lá thư của các bạn trong lớp. Vậy thì chi tiết thể hiện rằng là các bạn học sinh rất là yêu quý và biết ơn cô giáo đó là chi tiết Quang thay mặt cả lớp cảm ơn cô đã dạy dỗ và tặng cô hộp quà đặc biệt với những lá thư. Như vậy thì chi tiết thể hiện cho nội dung là các bạn học sinh yêu quý và biết ơn cô giáo đó là chi tiết Quang thay mặt cả lớp cảm ơn cô đã dạy dỗ và tặng cô hộp quà đặc biệt với những lá thư. Tiếp theo, nội dung số 2 là cô xúc động khi nhận được món quà ý nghĩa từ học sinh thân yêu. Vậy thì chi tiết nào thể hiện nội dung này? Quang thay mặt cả lớp cảm ơn cô đã dạy dỗ, đôi má cô ửng hồng khi nhận hộp quà với lời nhắn của Quang. Vậy thì chi tiết thể hiện rằng cô giáo rất là xúc động khi nhận được món quà ý nghĩa từ học sinh thân yêu của mình đó là đôi má cô ửng hồng khi nhận hộp quà với lời nhắn của Quang. Thì đây chính là những chi tiết để thể hiện cho hai nội dung. Nội dung đầu tiên là các bạn học sinh yêu quý biết ơn cô giáo thì được thể hiện qua chi tiết là Quang thay mặt cả lớp cảm ơn cô đã dạy dỗ và tặng cô hộp quà đặc biệt với những lá thư. Nội dung thứ hai là cô giáo xúc động khi nhận được món quà ý nghĩa từ học sinh thân yêu của mình và chi tiết thể hiện cho nội dung này đó là chi tiết đôi má cô ửng hồng khi nhận hộp quà với lời nhắn của Quang. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4, em hãy đóng vai Tân viết lời cảm ơn trong bức thư gửi cô giáo. Vậy thì nếu chúng ta là Tân thì chúng ta sẽ nói lời cảm ơn với cô giáo như thế nào? Nếu như các em đóng vai là Tân để viết lời cảm ơn cô giáo trong bức thư thì các em sẽ viết như thế nào thì cô sẽ có gợi ý như sau. Em cảm ơn cô đã luôn khen ngợi, động viên và bảo ban em giúp em ngày càng tiến bộ trong học tập. Vậy cô sẽ có câu trả lời cho bài số 4 là nếu như em đóng vai là Tân viết lời cảm ơn trong bức thư thì em sẽ viết như sau. Em cảm ơn cô đã luôn khen ngợi, động viên và bảo ban em giúp em ngày càng tiến bộ trong học tập. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được 4 bài tập ở trong phần đọc hiểu rồi. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần viết. Bài 1 kể tên 3 người đã để lại cho em những ấn tượng tốt đẹp. Vậy ở trong phần viết này, bài số 1 là chúng ta sẽ kể tên 3 người mà đã để lại cho em những ấn tượng tốt đẹp. Cô lấy ví dụ như là 3 người đã để lại cho em ấn tượng tốt đẹp đó là bác Lâm bảo vệ này, bác sĩ Mai và chú Kiên cứu hỏa. 3 người để lại cho em ấn tượng tốt đẹp là đầu tiên là bác Lâm bảo vệ này, bác Lâm bảo vệ trường em, bác sĩ Mai, chú Kiên cứu hỏa. Như vậy thì ở trong bài số 1 này thì những mà ai đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc thì chúng ta sẽ kể tên 3 người đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc đó. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Em hãy hoàn thành bảng sau để được dàn ý cho bài văn tả một người đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Vậy thì khi chúng ta viết bài văn tả một người để lại cho em ấn tượng sâu sắc thì chúng ta cần phải nắm được cấu tạo của một bài văn. Một bài văn thì sẽ cấu tạo gồm có 3 phần là phần mở bài, thân bài và kết bài. Ở trong phần mở bài thì cô sẽ có câu hỏi gợi ý như sau. Thứ nhất là người em định tả là ai? Thì chúng ta cần phải nêu được tên của người định tả. Thứ hai là mối quan hệ của người đó với em như thế nào? Thì chúng ta cần phải nêu được hai ý này. Cô lấy ví dụ như là người mà em định tả đây là bác sĩ Mai. Vậy thì mối quan hệ của em với người đó hay như thế nào? Thì đó là em đã tình cờ gặp bác sĩ Mai trong một lần đi khám ở bệnh viện. Vậy với hai câu hỏi gợi ý này thì cô sẽ có dàn ý cho phần mở bài như sau. Người mà em định tả là bác sĩ Mai, em tình cờ gặp trong một lần đi khám ở bệnh viện. Người em định tả là bác sĩ Mai, em tình cờ gặp trong một lần đi khám ở bệnh viện. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần thân bài.
Trong phần thân bài thì cô sẽ có các gợi ý như sau. Gợi ý đầu tiên là chúng ta cần phải tả được ngoại hình của người đó. Thứ nhất là dáng người, khuôn mặt, mái tóc như thế nào. Tức là mình sẽ đi ta miêu tả những đặc điểm về ngoại hình của bác sĩ Mai. Thứ nhất, về ngoại hình của bác sĩ Mai thì chúng ta có thể tả về dáng người. Các em có thể tả về dáng người. Các từ ngữ để miêu tả dáng người, cô lấy ví dụ như là bác sĩ Mai thì có dáng người hơi gầy, cao song rỏng. Tiếp theo chúng ta có thể tả về nước da, mái tóc. Bác sĩ Mai có nước da trắng hồng, mái tóc đen dài đến ngang lưng. Nước da trắng hồng, mái tóc đen dài đến ngang lưng. Đặc điểm về ngoại hình tiếp theo đó là khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to đen láy. Bác sĩ Mai thì có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to đen láy. Thì đây chính là một vài những gợi ý về đặc điểm ngoại hình của bác sĩ Mai, đó là miêu tả về dáng người hơi gầy, cao song rỗng, nước da thì trắng hồng, mái tóc thì đen dài đến ngang lưng, còn khuôn mặt thì trái xoan với đôi mắt to đen láy. Tiếp theo khi chúng ta đi tả đặc điểm về ngoại hình rồi thì chúng ta bắt đầu đi nói về hoạt động của bác sĩ Mai. Vậy thì bác sĩ Mai có những hoạt động gì, hay là các em đã quan sát được khi đi khám ở bệnh viện thì em đã quan sát được là bác sĩ Mai đã làm những gì, tức là đã có những hoạt động gì? Khám sức khỏe cho từng bệnh nhân này, kê đơn thuốc và động viên người bệnh. Hoạt động ở đây là khám sức khỏe cho từng bệnh nhân. Khám sức khỏe cho từng bệnh nhân này, kê đơn thuốc và động viên người bệnh. Sau khi chúng ta đã đi tả được đặc điểm về ngoại hình, về hoạt động rồi thì chúng ta bắt đầu đi nói về những cái ấn tượng của em đối với người mà chúng ta định tả. Vậy thì bác sĩ Mai đã để lại trong lòng em ấn tượng gì? Đó là bác sĩ Mai rất là ân cần, tận tụy với bệnh nhân. Bác sĩ Mai rất ân cần và tận tụy với bệnh nhân. Như vậy ở trong phần thân bài thì chúng ta cần phải hoàn thành được 3 ý. Ý đầu tiên là chúng ta cần phải nói về đặc điểm ngoại hình của người mà chúng ta muốn tả. Đó là đặc điểm về dáng người, về khuôn mặt, về mái tóc, về làn da, về đôi mắt. Tiếp theo là người đó thì sẽ có những hoạt động gì. Và thứ ba là ấn tượng của em với người đó là gì. Thì đấy chính là 3 gợi ý ở trong phần thân bài. Và cuối cùng sẽ là phần kết bài. Trong phần kết bài thì các em sẽ đi nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với người đó. Vậy thì tình cảm, cảm xúc của em dành cho bác sĩ Mai như thế nào? Đó là em rất ngưỡng mộ và yêu quý cô Mai. Hay là em rất là ngưỡng mộ và yêu quý bác sĩ Mai. Như vậy là để chúng ta có thể lập được dàn ý cho bài văn tả người để lại cho em ấn tượng tốt đẹp nhất thì chắc chắn điều đầu tiên là chúng ta cần phải quan sát những đặc điểm của người đó. Ví dụ như là quan sát đặc điểm về ngoại hình này, về hoạt động này, về sở thích này, về tính cách này. Và tiếp sau đó thì dựa vào những điều mà chúng ta quan sát thì bắt đầu chúng ta sẽ lập dàn ý để chúng ta triển khai những ý mà chúng ta sẽ miêu tả ở trong bài văn tả người. Vậy đầu tiên ở trong phần mở bài thì chúng ta cần phải giới thiệu được người định tả là ai và mối quan hệ của người đó với em như thế nào. Người em định tả là bác sĩ Mai, em tình cờ gặp trong một lần đi khám ở bệnh viện. Tiếp theo đến phần thân bài. Trong phần thân bài thì các em sẽ phải tả được đặc điểm về ngoại hình của người đó, về dáng người, về khuôn mặt, mái tóc người đó như thế nào. Bác sĩ Mai thì có dáng người hơi gầy, cao song rỗng, nước da trắng hồng, mái tóc đen dài đến ngang lưng và khuôn mặt trái xoan, đôi mắt thì to, đen láy. Và bác sĩ Mai thì có hoạt động gì? Đó là khám sức khỏe cho từng bệnh nhân này, kê đơn thuốc và động viên người bệnh. Và phần cuối cùng ở phần thân bài đó là ấn tượng của em với bác sĩ Mai là gì? Đó là em thấy bác sĩ Mai rất là ân cần và tận tụy với bệnh nhân. Thì đây chính là phần thân bài. Thì phần thân bài chúng ta bao giờ cũng phải trả lời được 3 câu hỏi là người đó có đặc điểm ngoại hình như thế nào, người đó có hoạt động gì và ấn tượng của em với người đó là gì. Và phần cuối cùng sẽ là phần kết bài. Phần kết bài thì các em sẽ đi nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với người đó. Thì em rất là ngưỡng mộ và yêu quý bác sĩ Mai. Thì đây chính là một dàn ý miêu tả bác sĩ Mai, một người đã để lại cho em ấn tượng tốt đẹp. Vậy thì nếu như chúng ta đã có một người nào đó đã để lại cho em ấn tượng tốt đẹp thì chúng ta có thể dựa vào phần dàn ý mẫu của cô. Sau đó các em sẽ lập dàn ý để chúng ta sẽ triển khai các ý để cho một bài văn tả một người để lại cho em ấn tượng tốt đẹp các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài đọc số 4 rồi. Các em hãy ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài số 5. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.